Năm 2008, Taliban đã giành quyền kiểm soát thung lũng Swat, một vùng đất hẻo lánh nằm ở phía đông bắc Pakistan. Họ nhanh chóng thực thi chính sách Hồi giáo hà khắc ở đó. Không TV, không phim ảnh, phụ nữ không được phép ra khỏi nhà mà không có đàn ông đi cùng. Các trẻ em gái không được đến trường. Năm 2009, một bé gái 11 tuổi người Pakistan tên là Malala Yousafzai bắt đầu lên tiếng về vấn nạn cấm trẻ em gái đi học. Làm sao lực lượng Taliban lại dám tước đi quyền được học hành của cháu? Năm 2012, ở tuổi 14, cô bé bị bắn vào đầu khi đang ngồi trên xe buýt về nhà sau khi tan học. Một tên lính Taliban đeo mặt nạ đã bước lên xe buýt với khẩu súng trên tay và hỏi: "Ai là Malala? Nói cho tao biết, nếu không tao bắn hết những đứa này." Malala xác nhận danh tính bản thân và tên kia bắn một người đó ngay trước mặt những hành khách khác. Malala rơi vào hôn mê sâu, suýt chút nữa đã không giữ được mạng sống. Phiến quân Taliban đã tuyên bố nếu như cô bé có thể qua khỏi, bọn chúng sẽ tha cho hai cha con cô. Hiện nay Malala vẫn còn sống, cô vẫn còn lên tiếng chống lại nạn bạo lực và áp bức phụ nữ ở những quốc gia Hồi giáo. Năm 2014, cô được trao giải Nobel Hòa bình cho những nỗ lực của mình. Sẽ dễ dàng hơn nếu như cô cứ nằm xuống sàn lúc ấy và nói: "Tôi không biết gì cả," hay "Tôi không có lựa chọn nào khác." Cô bé có thể lựa chọn điều đó, nhưng cô đã chọn làm điều ngược lại, là sự lựa chọn ấy dũng cảm vô cùng.